Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi California Lottery Scratchers, niềm vui nhỏ, hạnh phúc lớn. The new 2021 Sienna with hybrid power has an incredible 648-mile driving range. Buổi sáng sẽ lại hấp dẫn với món sausage McMuffin with egg thơm ngon của McDonald's. Hiện nay, bạn có thể được hai bánh này để ăn sáng chỉ tốn 4 đồng rưỡi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi, 714-889-0777. Cảm ơn quý vị và dự mãn truyền hình Leadership on TV theo dõi phần tin tổng hợp trong ngày hôm nay cùng với Thanh Tâm và Đỗ Tân Khoa. Sau đây là các bản tin địa phương. Cảnh sát bị buộc tội hành hung vì đấm vào mặt phụ nữ. Hai người bị bắt tại phi trường LAX vì mang súng ở cổng số 1. Một ông đang trong thời gian quản chế mắng bị thương một người đàn ông khác. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi các bản tin chi tiết mở đầu với Thanh Tâm. Cảm ơn Khoa. Kính thưa quý vị, thông tin đầu tiên trong phần tin địa phương. Cảnh sát bị buộc tội hành hung vì đấm vào mặt phụ nữ. Một cảnh sát San Jose vào hôm thứ Tư đã bị buộc tội tấn công trọng tội sau khi bị cáo buộc đấm vào mặt một phụ nữ khi đang làm nhiệm vụ trong một vụ bạo loạn trên đường vào mùa hè năm ngoái. Luật sư quận Santa Clara đã buộc tội ông George Brown, 37 tuổi, tội danh tấn công khi đang mặc sắc phục và gây nguy hiểm cho trẻ em. Ông Brown có thể phải đối mặt với án tù nếu bị kết tội. Vào hôm thứ Tư, viên cựu cảnh sát này đã được đưa vào trại giam tại văn phòng cảnh sát trưởng của hạt Santa Clara và được thả với số tiền tại ngoại hậu tra là 75.000 Mỹ Kim. Một người đàn ông khác được xác định là đi cùng xe với ông Brown cũng bị buộc tội nhẹ. Giới quan chức cảnh sát của San Jose cho biết họ đã biết về vụ việc này từ tháng 7 và đã cho ông Brown nghỉ có lương trong quá trình điều tra. Và hai người đã bị giam giữ tại sân bay quốc tế Los Angeles sau khi mà cảnh sát nhận được tin báo về một người mang súng vào phi trường vào tối thứ Năm vừa qua, buộc hàng trăm du khách phải di tản. Theo giới chức điều hành của LAX cho biết, báo cáo có người cầm súng được đưa vào lúc khoảng 7 giờ 30 phút tối tại cổng số 1, vốn thường là cổng đầu của các phi cơ hãng hàng không Southwest. Cảnh sát cấp tốc tới nơi và bắt giữ hai người. Giới chức hữu trách cho biết là không có nổ súng và cũng không thu hồi được vũ khí nào. Tuy nhiên, qua màn ảnh truyền hình, người ta thấy một nghi can bị cảnh sát bắt giữ ngồi trên vỉa hè trước cửa trạm hàng không. Ông này đi chân đất và các món đồ gạt cá nhân thấy rải ra ở trên đường. Khoảng 300 hành khách đang chờ trên máy bay đã hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài bãi đậu và một số người núp dưới các phi cơ. Một phi công Southwest nhìn thấy những người này liên lạc vô tuyến để thông báo với đài kiểm soát không lưu. Cơ quan hàng không liên bang FAA ngay lập tức ra lệnh ngưng mọi di chuyển trên sân bay. Giới chức của sân bay LAX nói khi bỏ chạy, có hai người bị thương tích nhẹ và được sở cứu hỏa Los Angeles chăm sóc. Người thứ ba được đưa vào bệnh viện. Đến khoảng gần 9 giờ tối, khu vực phía nam của phi trường được mở trở lại và sau đó toàn thể các phi đạo hoạt động trở lại vào lúc khoảng 9 giờ 15 phút tối. Có 11 chuyến bay phải đáp xuống các phi trường quanh LAX, ngoài ra cũng có 21 chuyến hạ cánh chậm trễ. Và giới hữu trách cho biết, một kẻ đang được ân xá đã bị bắt lại vào hôm thứ Tư sau khi bắn bị thương một người đàn ông khác ở Costa Mesa cách đây 8 tháng. Thông báo của Sở Cảnh sát Costa Mesa đưa ra vào hôm thứ Năm cho biết, sự việc đã xảy ra vào khoảng 5 giờ 40 sáng ngày 2 tháng 3. Cảnh sát nhận được tin có vụ nổ súng trên đường Harbor. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy nạn nhân 30 tuổi bị bắn vào cổ. Điều tra cho biết nạn nhân nghe thấy tiếng cãi vã giữa một người đàn ông và một người phụ nữ. Sau khi nghe thấy tiếng hét của người phụ nữ, nạn nhân đã chạy đến một bãi đậu xe để tìm hiểu thì nhìn thấy người phụ nữ bỏ chạy và một người đàn ông đang đuổi theo. Lo lắng cho tính mạng của người phụ nữ, nạn nhân đã đi theo người đàn ông. Sau đó được xác định là Max Diamond, 29 tuổi, ở Norwalk. Diamond đã quay lại, rút súng từ thắt lưng và bắn nạn nhân. Trong quá trình điều tra tiếp theo, các thám tử đã xác định Diamond là người đang bị quản chế sau khi ân xá. Cảnh sát đã phát hiện truy nã Diamond. Cho đến hôm thứ Tư, 27 tháng 10, sau 8 tháng truy nã, các thám tử đã theo dõi được
và bắt Diamond tại một trạm xăng ở Anaheim. Và một cuộc điều tra giết người đang tiếp tục vào thứ Sáu liên quan đến một phụ nữ bị bắn chết tại một tòa nhà cao cấp ở West Hollywood. Theo bản tin của Sở Cảnh sát quận LA, cảnh sát đã có mặt tại khu vực nổ súng trên đường Santa Monica vào khoảng 7 giờ 30 phút tối ngày thứ Năm vừa qua. Cảnh sát tìm thấy nạn nhân trong hành lang của tòa nhà chung cư Avalon West Hollywood bị ít nhất một vết đạn ở phần trên cơ thể. Người phụ nữ không rõ danh tính đã được chở đến một bệnh viện và qua đời sau đó. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ nổ súng mà theo cảnh sát là rất đáng ngờ. Bất kỳ ai có thông tin đều được yêu cầu gọi cho cảnh sát theo số điện thoại 323-890-5500. Và thông tin cuối trong phần tin địa phương. Tài xế chạy xe trên đường thu phí 73-133-241 và 261 ở Orange County này có thể trả tiền mặt tại cửa hàng Walmart và Family Dollar khắp nước Mỹ. Số cửa hàng này bổ túc cho hàng ngàn tiệm 7-Eleven và CVS trên cả nước đã tham gia chương trình Pay Near Me, cho phép tài xế đích thân đi đóng tiền in person và trả bằng tiền mặt. Kể từ tháng Giêng đến nay, trên 100.000 lượt đi đường thu phí được trả tiền tại hơn 3.500 cửa hàng khắp nước Mỹ. Cơ quan đường thu phí Orange County, viết tắt là TCA, đã loan báo vào hôm thứ Năm. TCA điều hành 4 đường thu phí 73, 133, 241 và 261. Ông Samuel Johnson, tổng giám đốc của TCA, đã ra thông báo cho biết những cửa hàng này cung cấp theo cách trả tiền cho người ít sử dụng đường thu phí, người ghé ngang Orange County hoặc người không muốn mở tài khoản FastTrack, muốn nộp phạt bằng tiền mặt. Thường sau khi vi phạm 5 ngày sẽ nhận được thông báo. Tài xế có thể trình cho nhân viên cửa hàng thông báo vi phạm đường thu phí, Notice of Toll Evasion, muốn đóng tiền sử dụng đường thu phí. Tài xế có thể vô trang web đường thu phí và chọn Pay Toll Now, rồi chọn Cash. Tài xế sẽ được nhận được cái mã vạch barcode để đưa nhân viên cửa hàng khi đóng tiền. Muốn nạp tiền vô tài khoản FastTrack, chủ tài khoản có thể vô trang web của TCA, chọn Payments, rồi chọn option nạp bằng tiền mặt và cũng sẽ nhận được mã vạch để có thể đưa cho nhân viên cửa hàng. Như vậy là tiện lợi hơn rất là nhiều ha. Tuy nhiên thì một số những quý vị nào mà thường hay đi về phía phiền miền Nam của quận Cam đó, chúng ta cũng có thể ghi danh ở trên website là The Toll Road hoặc là cái app trên phone của mình. Mình chỉ cần bỏ những cái license plate của chiếc xe của mình trên đó và bỏ cái hồ sơ thông tin của mình vào, thì lỡ mình có chạy vào đó thì mình sẽ không bị phạt. Tức là mình chỉ đóng tiền thu phí thôi, nhưng mà không bị phạt. Tại vì nếu mà mình không biết á, nó có thể phạt như là 65 cho tới 100 đồng cái tiền penalty là tiền phạt. Bên cạnh cái tiền thu phí nữa. Và nếu như mình có đăng ký thì có thể là người ta sẽ gửi email, người ta nhắc chừng mình thì cũng đỡ. Mình đỡ quên đúng không anh? Dạ vâng. Vâng, và bản tin vừa rồi cũng vừa kết thúc phần tin tổng hợp trong ngày hôm nay cùng với Thanh Tâm và Đỗ Tân Khoa. Chúng tôi xin mời quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Lido Sài Gòn TV để theo dõi chương trình Thời sự trong tuần qua phần trình bày của anh Đỗ Tân Khoa. Chúng tôi xin kính chúc quý vị có những ngày cuối tuần thật vui và nhất là một đêm Halloween xin kẹo cho kẹo trong sự an toàn, vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.